để cho chúng ta là 30 gam hỗn hợp gồm có ethylene glycol và ancol isopropylic tác dụng với COOH2 lần, cần đúng 9,8 gam của thằng này. Như vậy khối lượng mol của COOH2 lần là 98, 9,8 chia 98 thì số mol hắn là 0,1. Ethylene glycol chúng ta là C2H4OH tất cả hai, còn thằng này là CH3CH3OH. Chúng ta gom lại thì thằng này là C3H7OH. Rồi chúng ta nghe kỹ. Đầu tiên là tác dụng với COOH2 lần. Trong hai chất này thì chỉ có ethylene glycol tác dụng thôi, còn isopropylic thì không. Còn khi tác dụng với natri á, thì cả hai đều tác dụng C2H4OH tất cả hai. Chúng ta tạo ra hydro C3H7OH tạo ra hydro. Bạn nhớ cái thầy như thế này. Ba một OH thì cần 1 phần 2 hydro. M2OH thì cần 2 phần 2 hydro, tức là đây là 1. Chúng ta phải dùng triết lý này để chúng ta cân bằng cho nhanh và chúng ta không nghi phương trình để tiết kiệm thời gian. Rồi, chúng ta này chúng ta học có quy tắc rồi. Một thằng cu uống hai chai rượu, hai chai nước. Một thằng cu uống hai chai rượu. Vậy thôi. Tới đây thì em đã tính được cái số mol của COH lần là 0,1 mol, thì số mol thằng này là 0,2. Em tính khối lượng cho thầy bằng bao nhiêu? Không phải hai nhân cho mười hai phẩy bốn gam. Chúng ta biết tổng khối lượng hỗn hợp là 30,4 gam, riêng C2H4OH2 đã là 12,4. Như vậy chúng ta lấy 30,4 trừ đi 12,4 thì khối lượng dưới này là 18 gam. Thêm tính mol của hắn, 18 chia cho 0,3. Rồi nghe chưa? Nghe kỹ chưa? Rồi, 0,3 thì quá dễ rồi. Thì bên này là 0,2 này. Đây là 0,3 này. 0,2 thì em sẽ chuyển qua hydro. Ở đây nếu mà bạn lười á thì bạn có thể làm như thế này này. Ở đây bạn có thể dư sơ đồ như thế này, hiểu không? Đây 0,2 thì chuyển qua đây 0,2 này. Đây 0,3 thì chuyển qua đây là 0,15 này. Cái đó mình tính được tổng có số mol thằng này và tính được thể tích 0,2 cộng 0,15 nhân cho 22,4. Thể tích của hắn bây giờ là 7,84. Còn nếu mà bạn không thích cái chỗ này, hiểu không? Bạn không thích chỗ này thì bạn có thể dùng bản chất của thầy như sau. OH thì tạo ra 1 phần 2 hydro. Cái này là chính xác tuyệt đối luôn nè. Trong này có 2 OH thì em nhớ nhân 2 vô. 0,2 nhân 2 cộng cho 0,3 chuyển qua đây. 0,2 nhân 2 cộng 0,3 rồi nhân 1 phần 2 thì đây nó cũng bằng 0,35. Cái nào cũng được à? Các bạn có hiểu chỗ này không ạ? À? Vừa trước thầy dạy các bạn là bản chất khi tác dụng với natri đó là một OH thì tạo ra 1 phần 2 hydro. OH này là có thể là đơn chất, hai chất, ba chất gì kệ đó, nhưng mà bản chất là như vậy. Cái đó có đúng, bây giờ mình chọn là câu B thế thôi.